Cô cứ thử làm việc ở đây trong một tháng đi. Sau đó, tôi sẽ xác nhận là cô có đủ tư cách là nhân viên thực tập của công ty chúng tôi hay không. Tôi chưa bao giờ làm việc trong công ty, cũng chưa bao giờ làm công việc bàn ghế lần nào hết. Nhưng từ lúc tôi ra đời tới bây giờ đã vô cùng ham học hỏi. Đúng như giám đốc Song đã nói, tôi sẽ cố gắng làm thử xem sao. Han Sowon, tôi sẽ làm cho cô phải tự động bỏ đi trong vòng một tháng. Tên tôi là Han Sowon, nhờ mọi người giúp đỡ giùm tôi. Tôi cũng nghe giám đốc nói sẽ có một nhân viên thực tập vào làm việc trong bộ phận. Có điều dù nằm mơ cũng không ngờ là cô. À, phải rồi, chỗ ngồi của cô ở bên đó nghe. Nè, chờ tôi một chút. Còn cái này cô mới đi làm ngày đầu tôi cũng thấy ngại, nhưng đích thân giám đốc đã đưa. Cái này chính là kết quả điều tra về mức độ hài lòng của người tiêu dùng. Phải viết thành báo cáo, mai mốt cô đưa tôi cũng được nè. Cái này tổng cộng bao nhiêu tờ vậy? Chắc khoảng 1.000 tờ đó. Một ngàn tờ sao? Hồi tụi này mới vô là 2.000 lần đó, mới có chút xíu đã la rồi. Hồi đó là cả tổ 2.000 tờ mà. Tại vì giám đốc nói muốn thử khả năng làm việc của cô tới đâu, nên chúng tôi không thể giúp được. Vậy cô cố gắng nha. Tôi sẽ cố gắng để làm cho xong. Chắc Y Hên sẽ không để cho nó được yên thân đâu. Không biết Han So Won có chịu đựng nổi không nữa. Dạ con nghe đây mẹ. Con cho người tìm hiểu giùm mẹ về tiệm cơm của mẹ Han So Won chút đi. Tìm hiểu gì vậy mẹ? Trứng cá trong nhà mình hết rồi. Mẹ muốn tới coi bên đó có bán hay không mà. Cái đó thì để con đi mua cũng được. Mẹ tìm chi cho cực vậy mẹ? Món trứng cá bên đó làm mẹ thấy rất là vừa miệng. Mẹ muốn sẵn dịp hỏi coi cách làm như thế nào nên tính qua đó một chuyến. Con tìm hiểu xem coi tiệm đó nằm ở đâu rồi gọi điện thoại báo cho mẹ nha. Dạ, con biết rồi mẹ. Để con hỏi Han So Won là biết liền thôi à. Không biết hôm nay So Won nó đi làm như thế nào rồi. Đừng nói là đi làm, tới đại học nó cũng chưa học xong nữa. Không biết có bị người ta coi thường vì trình độ thấp như vậy không? Em nghe đất gu nhà em nói, trường hợp của So Won người ta sẽ không đặt nặng trình độ đâu chị. Bộ đất gu từng làm công sở rồi hả gì? Bắt đầu từ tháng tới là nó được làm chính thức ở công ty rồi. Cả năm không ở nơi cung ứng thì là đứng ở ngoài tiệm. Đất gu nó chịu khổ cực quá chừng rồi. Mẹ đây, So Won hả? Mẹ ơi, chủ tịch nói là muốn tới nhà mình mua trứng cá đó mẹ. Tới mua trứng cá sao? Nhà mình đâu có bán đâu. Trong nhà vẫn còn 2 hũ đó. Con cứ nói là lúc nào con đem biếu bà cũng được. Chủ tịch nói chiều nay sẽ đích thân tới nhà mình đó mẹ. Đâu phải là chuyện lớn lao gì đâu. Mẹ thì lúc nào cũng có mặt ở tiệm hết đó. Bà muốn tới cứ tới thôi. Coi bộ món trứng cá của mẹ con làm là ngon vô địch rồi, cho nên chủ tịch mới tới tận nhà như vậy. Con ăn cơm chưa đàng hoàng rồi cố gắng làm việc đi. Ngay từ đầu phải cố gắng thể hiện mình thật tốt đó. Thì con đang cố gắng làm việc nè. Mẹ không cần lo cho đứa con gái lớn này đâu. Chủ tịch nói muốn đích thân tới đây mua trứng cá hả chị? Nhà mình còn dư 2 hũ trứng cá có phải không? Hôm nay ngon ha. Cũng ngon quá ha. Đúng rồi, lần trước tôi cũng nhớ vậy đó. Được quá. Tôi ngồi ở đây có được không? Không biết có phải tại công ty lớn không mà đồ ăn ở đây nhìn ngon thiệt đó. Chán thiệt, tự nhiên hết muốn ăn luôn à. Chứ gì nữa, tôi đang giảm cân nên chỉ ăn có một bữa trưa thôi à. Ăn không vô luôn, đi thôi. Năm nay cô lại cái gai trong mắt gì? Chắc là chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chắc cô không định nhịn luôn chứ. Làm gì có chuyện đó được.
Con ngờ chúng ta không ăn cơm thì sao làm việc? À, tôi bị điều qua phòng kế hoạch chiến lược rồi đó. Phòng kế hoạch chiến lược sao? Hình như tôi yếu hơn mấy người kia nhiều quá nên mới bị điều qua bộ phận đó. Hình như trước khi bộ phận thực đơn được thành lập, họ muốn tôi học hỏi những nghiệp vụ cơ bản. Tôi nhất định sẽ cố gắng học tập. Thấy mà ghét. Con nhỏ Hành Sơ Quân đó liên tục phát ra tín hiệu với ảnh. Cô có nhìn thấy không? Thấy chứ. Miệng giám đốc Can cười đã tới tận mang tai luôn đó. Thiếu điều đút cơm cho nó ăn nữa thôi à. Hai người đi ăn trưa về đó hả? Chúng tôi ăn ở căng tin dành cho nhân viên. Còn giám đốc Song ăn cơm chưa? Được rồi, lần sau xuống căng tin ăn cơm nhớ rủ tôi nha. Vậy tôi vô phòng làm việc trước nha. Bộ anh không có gì muốn nói với tôi hả? Tại sao Han So-won lại bị điều về bộ phận của tôi làm chẳng hạn, đại loại như vậy? Giám đốc Song chắc là có ý định riêng. Cô Han So-won. Tôi xin lỗi, cô có thể làm giùm tôi chuyện này được không? Dạ. Trong kết quả ý kiến khách hàng đưa cho cô hồi nãy, cô soạn ra thành tài liệu đưa cho trưởng phòng BT ngày mai giao cho tôi nha. Tôi cần dùng tới trong cuộc họp vào ngày mai. Ngày mai giao sao? Sao vậy? Cô không làm được hả? Không phải. Nếu như giám đốc đã cần tới thì tôi phải làm chứ. Tôi nhất định sẽ làm. Cảm ơn cô nha. Vậy cô giúp giùm. Cậu đã biết chính xác địa chỉ rồi chứ? Dạ rồi. Thật ra để mẹ đi một mình cũng được mà. Mẹ thích ăn trứng cá tới như vậy. Nếu mà có bí quyết làm thì con cũng phải học hỏi chứ mẹ. Không biết cô làm sao nữa. Mà không mặn như trứng cá ở những chỗ khác mà rất là thơm. Tài nấu nướng của mẹ Han So-won này không phải loại tầm thường đâu. Nói mới nhớ, từ đó tới giờ chúng ta vẫn chưa gặp mặt mẹ của Han So-won nữa. À, chắc gần tới rồi hả? Dạ, còn khoảng 10 phút nữa là tới nơi. Ờ... Không phải là giám đốc, mà là chủ tịch của công ty đất gu sẽ tới đó. Chị ơi, chút nữa em có thể nhờ bà để ý tới đất gu nhà em chút có được không chị? Được chứ. Tôi cũng đang tính nhờ bà để ý tới xung quanh nhà tôi một chút đây. Giờ này chắc là chủ tịch gần tới rồi đó mẹ. Hình như tới rồi thì phải. À, để con gọi cho bà, báo là mình sắp tới nha mẹ. Ôi trời ơi mẹ ơi. Nè, trời đất ơi, lái xe kiểu gì cũng chịu nhìn đường vậy hả? Dạ cô có sao không ạ? Tài xế Kim. Trời đất ơi, chủ tịch. Trời ơi, mọi người tới sao không vừa gọi điện thoại trước? Bữa khai trương không có tới được cho nên bữa nay tới thăm con phải không? Dạ mời vô, mọi người vô đây. Mời chủ tịch vô. Vô đi. Cứ tìm dạ, chào chị chủ tịch. Cũng quá đi chứ. Dạ chào chủ tịch. Được rồi. Vậy chứ chuyện làm ăn sao hả? Có phải bù lỗ gì không? Dạ chắc theo cái đà này là phải đóng cửa thôi. Dạ thì mới mở không có khách liền được. Bây giờ ban ngày hơi vắng một chút thôi. Chứ mà tới tối hả, điện thoại đổ chuông liên tục luôn á. Vậy hả? Vậy thì dì nó cho tôi nếm thử món gà rán của tiệm nhà dì đi. Trước giờ, sao giờ chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy dì đứng bếp hết, cho nên cũng tò mò. Chủ tịch à, lần sau bác hãy ăn gà rán cho con làm. Bữa nay tới đây rồi á, hay là để động viên tụi con, bác mời tụi con ăn cái gì ngon ngon nha. Vậy thì ai ở nhà coi tiệm?
Dạ thì đóng cửa đi lát đâu sao đâu. Đó chính là lý do tại sao tôi không muốn mở tiệm cho dì đứng bán đó. Sao? Dì là chủ tiệm mà chỉ dì ra ngoài đi ăn cơm mà định đóng cửa tiệm sao? Rốt cuộc thì dì có muốn mở tiệm buôn bán thiệt không vậy? Nếu như dì có ý định vừa mở tiệm vừa dung văn dung vẻ đi chơi thì đóng cửa tiệm ngay bây giờ cho tôi đi. Mẹ ơi, mẹ, bác sao vậy? Mẹ ơi, có sao không vậy mẹ? Sao vậy, sao vậy, chú thật sao vậy? Mẹ ơi. Anh Kachin Hi. À không, giám đốc Càng chứ. Đã hết giờ làm từ lâu rồi mà. Cô còn làm việc sao? Đầu óc tôi trống rỗng hết trơn à. Coi bộ mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Trong những lúc như vậy, phải ăn cái gì đó chứ. Dạ. Bây giờ mới về sao? Có nhiều chuyện con cần phải học hỏi lắm. Mẹ ơi, không có con mẹ làm có xuể không? Để xuống. Ở công ty cô có chăm chỉ làm việc không vậy? Cậu thấy nó có cố gắng làm việc hay không? Cô không biết nữa. Sau này chắc là cô sẽ càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau này phải cố gắng hơn sao? Những lúc mệt được ăn cơm do mẹ mình nấu là sướng nhất. Cô làm việc tới nỗi quên ăn tối luôn, nên cô mới đưa cô về. Hôm nay cô cũng phải làm tăng ca đêm, nên thấy nhớ đồ ăn của tiệm cơm Đa Quân. Giờ này mà con còn chưa ăn cơm tối sao? Hai đứa chờ mẹ một chút nha. Mẹ sẽ làm cho hai đứa bữa cơm tối thật là đàng hoàng ha. Dạ cảm ơn. Con ngồi xuống đó chờ đi. Từ nay về sau con là khách của quán này. Sao lại là khách được chứ mẹ? Con có biết tại sao quán cơm này không lấy tên quán cơm Sowon mà lấy tên quán cơm Da Won không? Tại vì con bé Da Won vừa sinh ra là mẹ đã biết sau này nó sẽ chạy ra khỏi cái bếp này. Còn con, con thì nghe từ nhỏ đã thích vô bếp nấu nướng món này món kia rồi. Mẹ sợ nơi này sẽ trở thành nơi con làm việc cả cuộc đời, cho nên mẹ mới quyết định đặt tên cho quán cơm nhà mình là quán cơm Da Won chứ không phải là Sowon. Bây giờ nhìn thấy con đã thoát ly được khỏi cái bếp vô làm việc ở một công ty lớn như vậy, cuối cùng thì mẹ đã hiểu được trong những điều tâm nguyện của mẹ là gì rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn cậu nữa. Con có làm gì được đâu bác. Han Sowon, nghe chưa? Cứ cho là dì mẹ của cô đi, cô cũng phải vượt qua kỳ thử việc lần này, thành công trở thành nhân viên chính thức của công ty. Tôi sẽ rửa sạch nỗi oan cho anh Hân Quân, sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Vì hai chuyện đó con sẽ càng cố gắng hơn nữa mẹ. Vậy rồi bà đã phải đi thẳng tới chỗ bác sĩ Giang luôn sao? Chính vì vậy chúng ta đã làm mẹ Han Sowon phải mất công chờ một buổi rồi. Con đã giải thích với bà rồi, mẹ đừng để ý tới chuyện đó. Nhưng mà còn gì nó, sao tới giờ vẫn chưa về vậy chứ? Đúng rồi, người buôn bán làm ăn mà mới giờ này đã có mặt ở nhà mới là không bình thường đó. Nếu đã làm thì làm cho đàng hoàng, còn nếu không làm thì đóng cửa luôn đi. Vì con không nhận sự giúp đỡ của ai, tự mình đứng ra lập nghiệp rất cực khổ. Bà cũng đừng có dồn ép gì con quá, cổ vũ tinh thần cho dì một chút được không? Ôi trời ơi, con nhỏ này sao nhạy cảm quá. Hay là tại nó với cậu Can không có tiến triển gì hết? Con nghĩ sao về chuyện của hai đứa nó hả? Chuyện đó, chuyện nam nữ làm gì có ai mà đoán biết được hả mẹ? Nhiệm kỳ của tổng giám đốc Kim cũng chỉ còn lại có 4 tháng nữa thôi. Coi bộ chúng ta phải tìm người khác kế nhiệm rồi đó. Sao mẹ không gõ cửa vậy? Con làm gì mà ghê quá vậy? Ngày mai ban giám sát công ty
sẽ gửi danh sách những người đáng nghi trong vụ nhận hối lộ 5 năm trước qua cho giám đốc Cang. Vậy thì sao? Hồi trước con cũng từng chịu trách nhiệm trong chuyện này, nhất định sẽ có tên đó. Ai mà dám nghi ngờ cháu nội ruột của chủ tịch được chứ con? Nếu mà giám đốc Cang nghi ngờ con thì cậu ta sẽ phải nhường lại chức giám đốc đó. Han Soo Won á thì con còn có thể nghĩ cách đối phó được, nhưng bây giờ tới chuyện điều tra lại thì làm sao con chịu nổi? Cứ chờ đi con trai, có thể cái chức tổng giám đốc sẽ lọt vô tay của mẹ con đó. Bộ bà nội đã thay đổi ý định rồi sao? Nội còn thấy Y Hên với giám đốc Cang không có tiến triển gì hết, nên hình như đã từ bỏ ý định giao CE cho hai đứa nó rồi con à. Như vậy mẹ cũng có cơ hội trong chuyện này nữa sao, có đúng không? Chỉ cần Y Hên cứ bám riết lấy Cang Chinh Hy không thả ra thì mẹ cũng có cơ hội được làm chức tổng giám đốc. Mình phải nghĩ cách gắn ghép Han Soo Won và giám đốc Cang lại với nhau mới được. Mùi vị tệ dữ lắm đúng không? Nói thiệt là tôi rất muốn khen ngon, nhưng mà... Mẹ à, con đã suy nghĩ nát óc rồi, chỉ có mẹ mới là người cứu vớt cuộc đời cho con thôi. Mẹ cứ coi như đang làm công đi, giúp tụi con nghe mẹ. Trời ơi, bây giờ Soo Won nó đi làm rồi, phòng trọ với lại nhà cửa đều phải quét dọn hết, con biết mẹ cực cỡ nào hay không? Ngủ trưa còn được ngủ nữa, kêu mẹ đi làm công hả? Không phải, mấy chuyện xào nấu cắt thái mẹ không cần làm tới cũng được, kỹ năng chiên đồ ăn của mẹ có ai mà không công nhận chứ. Cũng như chủ tịch đã nói đó, cứ theo cái đà này á, chắc con sẽ mất việc làm như chơi. Trời, chủ tịch hả? Chủ tịch của tập đoàn CE tới tiệm của tụi con hả? Chủ tịch của tập đoàn CE sao? Bữa nay bà đã cho mẹ con leo cây đó. Gì đây? Bà nói tới tiệm nhà con mua trứng cá, sao tự nhiên lại chạy tới tiệm gà rán của anh hai vậy chứ? Có nhiều câu hỏi lắm, một mình cô làm sẽ mệt đó. Thay vì chọn ra ý kiến khen, tôi đã chọn ra những tờ có ý kiến đóng góp và bất mãn của các khách hàng. Từ đó, từ 1.000 tờ sẽ được giảm xuống còn 400 tờ rất nhanh. Từ 400 tờ còn lại này, tôi sẽ tiếp tục lựa ra những tờ có ý kiến đóng góp viết dài hơn một trang giấy. Nhưng hình như trong này toàn là những bài đóng góp ý kiến ngắn thôi. Những bài đóng góp ý kiến thực sự trong số 1.000 tờ này chỉ có tới 100 tờ. Cô đã tìm ra cách rút gọn được còn 1/10. Bây giờ cô bước vào công việc phân tích đi. Tôi biết là cô làm rất tốt, nhưng mà cô phải phụ cô một tay. Tôi sẽ dạy cô phần cơ bản nhất của việc viết báo cáo. Dạ. Trước hết, cô phải thống kê thông tin của khách hàng mình đã lấy ý kiến. Tuổi, năm sinh, rồi tới giới tính. Cái này, một mình cô Han Soo Won hoàn thành đó sao? Về phần viết báo cáo thì giám đốc Cang Chin Hee có giúp đỡ cho tôi một chút. Nữa hả? Nhân viên mới có gì không hiểu thì đi hỏi người đi trước. Không lẽ không được sao? Cô cũng ở đây thì hay quá. Tôi cũng đang định đi tìm cô Han Soo Won có chuyện. Bắt đầu từ bây giờ cô Han Soo Won cứ tập trung tinh thần giúp bộ phận hỗ trợ kinh doanh điều tra chuyện đó. Tôi có thể làm vậy sao? Bà có biết bà làm như vậy là vượt quá quyền hạn không? Han Soo Won là nhân viên thực tập của bộ phận kế hoạch chiến lược, sao bà vẫn chưa bàn với tôi mà đã làm như vậy chứ? Bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức bắt đầu công việc điều tra lại. Người năng nổ với công việc này nhất, ngoài Han Soo Won ra thì còn ai nữa? Sau khi cổ hoàn thành xong công việc điều tra này thì quay lại phòng kế hoạch chiến lược. Tôi thấy trưởng phòng xin nói rất đúng. Nói tới chuyện điều tra thì trong công ty này ngoài tôi ra
sẽ không tìm được ai nhiệt tình hơn đâu. Cô cứ đi làm việc đi. Hồi nãy hình như đã có danh sách những người tình nghi. Thật vậy sao? Chúng ta cứ làm giống như lựa chọn câu hỏi hôm qua. Trước hết chúng ta loại trừ những người không có khả năng phạm tội ra. Tôi nghĩ nên loại Tổ trưởng Chi. Trong thời gian anh Hân Quân nằm viện, chú ấy là người thường xuyên tới thăm hỏi nhất. Suốt 5 năm qua cho tới bây giờ, chú ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn tôi thì loại cổ đông Sơ Chung Ha và Song Sức Hơn ra. Còn ông Lee Sang Ho này, 5 năm trước chỉ làm việc ở bộ phận cung ứng có 1 tháng thì chuyển qua bộ phận khác. Vậy là còn lại 6 người thôi. Trong số này, tôi chọn người này. 5 năm trước, khi ông ta làm tổ trưởng tại trung tâm cung ứng hàng hóa, tôi đã để ý tới. Không lâu sau khi vụ nhận hối lộ bị dỡ lỡ, ông ta cũng tự xin nghỉ việc luôn. Sau đó không tìm một công việc ổn định cũng là điều đáng nghi. Nơi ở cũng không rõ ràng và ổn định. Mình sẽ bắt đầu điều tra từ người này. Ban kiểm sát hả? Trong danh sách này có một người tên là Bác Quang Hô, điều tra ông ta đi. Chắc là anh không thể đi làm được nữa đâu. Anh xin nghỉ việc luôn được không? Anh muốn nghe ý của em. Anh biết rõ là em không muốn anh nghỉ việc rồi còn hỏi chi nữa. Vậy hả? Sao vậy? Chỉ vì cái người làm anh thấy sợ sợ mà anh tính nghỉ việc luôn sao? Bây giờ thì không chỉ thấy sợ thôi đâu, mà vì lương tâm cắn rứt làm anh không thể đối diện với người đó được. Anh nói như vậy nghĩa là sao? Anh thấy dây dứt, vì xấu hổ nữa. Nghe ra còn thấy đỡ hơn chữ sợ đó. Cứ làm tiếp đi. Một người làm nghề tự do như em, thấy người ta nhận được lương mỗi tháng, em thấy ngưỡng mộ lắm đó. Dù anh có đổi công việc rồi cũng sẽ gặp những người thấy ghét thôi, nên cứ ráng đi. Ráng làm hả? Chuyện cuộc đời thì ai mà biết. Biết đâu được, sau này anh với cái người khó làm thân được đó sẽ trở thành bạn của nhau không chừng. Bạn sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Ê mà nè. Thôi em đi trước đi. Người đó làm cùng phòng với mẹ của anh. Nè, người bên đó có phải là Song Sức Hơn không vậy? Ai đâu? Ồ, trời. Cậu Song Sức Hơn. Mấy chị cứ ăn đi. Tôi đi trước nha. Hả? Trời. Sao tự nhiên chảy máu vậy không biết nữa. Cô thức đêm mệt lắm phải không? Ngẩng đầu ra sao đi. Không cần đâu. Chỉ cần làm vậy là hết chảy máu thôi mà. Làm vậy sẽ càng chảy nhiều hơn đó. Tôi hay bị chảy máu mũi lắm, không sao đâu. Sao cũng hết vậy ta? Chắc là tôi phải chạy ra tiệm thuốc tây. Chị cho tôi một liều hồi phục sức khỏe. À, cô chờ tôi một chút nha. Bà Shin Mi Cha. Dạ có. Cảm ơn cô. Dạ không có chi. Cô ơi. Nếu được đưa em tới cửa nhà luôn thì vui rồi. Chắc cũng có ngày đó thôi. Ngày mai em phải đi chụp hình hả? Ừ, em chụp cho mẫu đồ mới của mùa thu. Ừ, nếu rảnh anh muốn tới coi em. Ừ, coi cái gì chứ, lo đi làm đi. Được rồi. Nếu đạo quan của anh đã kêu anh đừng bỏ việc mà cứ cố gắng làm tiếp thì anh sẽ cố gắng thử. Đạo quan à?
Mẹ. Không lẽ hai đứa? Dạ con chào bác. Cậu đi nhanh đi trước khi tôi nói những lời thô lỗ với cậu. Mẹ à. Mẹ à, mẹ bình tĩnh nghe con nói trước đã. Mẹ đã không cho hai đứa qua lại. Vậy mà hai đứa vẫn giấu người lớn hẹn hò với nhau như vậy sao? Cũng chính vì người lớn chị cấm mà không nói lý do cho nên tụi con mới như vậy. Mẹ nói đi, rốt cuộc tại sao lại không thể hả mẹ? Con thật sự là không biết lý do sao? Con biết là tại mẹ ảnh nên mẹ mới như vậy. Nhưng mà mẹ à, nếu như bà nội của ảnh mà thấy thích con thì... Con đó, sẽ không bao giờ thắng nổi mẹ của cậu ta đâu. Đừng có chờ sau khi cả người bầm dập rồi bị đá đi. Mẹ xin con dừng lại ngay từ bây giờ. Con sẽ bị cả người bầm dập hay là sẽ lấy được ảnh làm chồng, làm sao mẹ khẳng định được chứ? Con không thể nào sống thiếu ảnh được, mà ảnh cũng không thể nào sống thiếu con. Vậy là con muốn nhìn thấy mẹ chết thật phải không? Mẹ à. Mẹ sẽ không chỉ nói cho có đâu, con nhớ kỹ đó. Nếu như con còn tiếp tục gặp cái thằng đó nữa, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Mẹ con đâu rồi gì? Dạo này mẹ con bận dữ lắm. Nói là đi chợ mà tới giờ vẫn chưa thấy về nhà nữa kìa. Dì gọi điện thoại cho mẹ con thử chưa? Chuyện gì tới thì sẽ tới thôi. Con ăn tối chưa vậy? Dạ con ăn rồi. Vậy sao không về nhà mà tới đây làm chi? Tại con muốn tới gặp mẹ con chút thôi. Cũng phải. Ngày nào con cũng tới cái tiệm nhỏ này để phụ bán, dĩ nhiên phải thấy nhớ rồi. Dì ơi dì. Mẹ của con là người như thế nào vậy dì? Con còn chưa biết mẹ mình thế nào hay sao mà hỏi vậy? Xin mi cha. Người đó là người như thế nào vậy dì? Chuyện này thì... 엄마 애인이었던 아빠를 빼앗았고. Sinh con ra, tới lúc thấy ba con làm ăn thất bại thì bỏ luôn con mà đi. Con biết mẹ con là người không tốt lành gì. Nhưng mà... có thiệt mẹ con là người xấu xa tới vậy không gì? Bà đúng là xấu xa thiệt đó. Dù gì á cũng phải nói cho con biết được chuyện này. Chắc chắn là mẹ con không chịu mở miệng nói cho con biết đâu. Thôi thì để dì nói vậy. Mẹ ruột của con á không phải là con người đâu con à. Bà đã bỏ rơi đứa con ruột thịt của mình tới 2 lần. Con còn nhớ bà đã làm gì không? Con chưa đầy 3 tháng tuổi, bà đã bỏ rơi con. Trời đầy sương tuyết, vì sợ con làm cản trở cuộc đời bà đành đoạn đem con cho người ta đem ra nước ngoài làm con nuôi. Bà làm chuyện tài trợ như vậy đó. Nhưng mà chuyện làm người ta căm ghét nhất chính là bà còn không chịu thừa nhận đứa con gái mình đã sinh ra kìa. Mẹ con không nhận đã từng sinh ra con sao? Cái con mẹ xấu xa đó coi như đã bỏ rơi con tới 3 lần rồi. Vậy cho nên con đừng có nhớ tới bà nữa. Cũng đừng vì bà là mẹ ruột của con mà muốn tìm bà. Cô đi đâu vậy? Cậu tới rồi hả? Bây giờ chỉ còn có 1 món cơm trộn thôi à. Cho tôi cơm trộn cũng được. Anh ơi, anh cũng biết rồi đúng không? Chuyện bà Xin Mi Cha chính là mẹ ruột của em đó. Người đàn bà đó
đã bỏ rơi em tới 3 lần rồi. Có phải hồi đó anh đã tìm ra được người tên Shimicha rồi không? Nhưng vì người đó không chịu nhìn nhận lại em, nên anh không dám nói cho em biết. Anh ơi, anh nói gì đó với em đi. Em không biết đi đâu, cũng không biết nói với ai hết anh à. Cô đã nói gì với con bé vậy? Thì em nói hết trơn luôn. Bộ cô điên rồi sao? Ai lại đi nói mấy chuyện đó với con nhỏ nghe như vậy chứ? Ôi trời, thì em cũng đau lòng muốn chết luôn nè chị. Nghe tới 3 chữ Shinmicha là đầu óc của em nó lùng bùng luôn. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nó không nghe hả chị? Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao cô lại ở đi? Sao anh lại ra đây chứ? Cô cười cái gì? Bây giờ cô đâu có tâm trạng để cười. Đừng có cố chịu đựng như vậy. Nếu thêm muốn khóc thì cô cứ khóc cho đã đi. Hình như tôi không nên sinh ra trên đời này thì phải. Cô đang nói cái gì vậy? Người mẹ đã từng bỏ rơi tôi, bây giờ nói là chưa từng sinh ra tôi, là mẹ ruột của tôi đã nói vậy. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cô nói một câu được không? Tôi thấy xót ruột khi thấy cô khóc vì người đó mới nói vậy thôi. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời này, sau đó thì quên hết đi. Tôi nên cảm ơn bà vì đã sinh ra tôi sao? Cứ nghĩ tới chuyện trên đời này không có cô, chắc chắn sẽ có người cảm thấy muốn điên lên. Cảm ơn vì đã gặp được cô, nhất định là có người cảm thấy như vậy đó. Có người nghĩ như vậy thiệt sao? Nếu tôi không có mặt trên cuộc đời này, sẽ có người cảm thấy đau đớn muốn điên lên thiệt hả? Cô nghĩ là không có sao? Cô không nghĩ ra có người nào như vậy thật hả? Sinh ra thế nào chuyện đó không quan trọng. Sống như thế nào mới là quan trọng hơn. Tới giờ phút này cô vẫn đang sống rất tốt mà. Vậy cho nên cô... No.